Dạ và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ và hôm nay chiếc đò du lịch này bán về cho hai chú về làm cái câu. Giá rẻ mà cho nên là đi lẹ. Em còn hiện tại hai chiếc 12. Chúc hai chú hai anh về làm ăn phát tài, dạng sự như ý, thuận buồm xuôi gió luôn. Mọi người xem kênh bấm nút đăng ký kênh, bấm một cái chuông để ủng hộ Tâm theo ngày tháng nha. Đa tạ cô chú anh chị. Rồi, ai có mua ghe bán ghe liên hệ số điện thoại em để bên dưới nha. Đa tạ mọi người. Cảm ơn mọi người.